Giờ mình sẽ làm chất liệu cho nó ha. Thì trước tiên này, xem đây luôn rồi có gì về nhà làm cũng được. 4 giờ 8 phút rồi. Trước tiên là các bạn sẽ nhấn nhấn phím M. Phím M tức là mở hộp thoại, mở material cho chất liệu đó. Hoặc là bạn bấm vô đây này, thấy không? Material Editor này. Giới thiệu sơ thôi. Đây là cái bảng Material Editor, tức là mình biên tập chất liệu. Thì nếu mà lần đầu tiên các bạn khởi động lên thì nó có thể ở cái kiểu này, bấm vô đây thì trả lại kiểu này. Chưa giờ. Trang mấy luôn. 3D Max lần đầu tiên các bạn xài. Ồ, chậm cao hơn, chậm cao hơn xíu. Bằng không? Bằng cái này. Nhóm lại cũng bằng. Đối với phiên bản mới trở đi thì họ sẽ biên tập cái kiểu này. Nếu bạn nào thích xài phiên bản cũ thì nó dễ hơn. Thì các bạn bấm vô mode này, các bạn chọn compact material editor này. Thì nó sẽ trả lại kiểu này dễ hơn này. Thì nó giờ mình biết chọn cái nào thôi. Thì đây là những cái chất liệu gọi là rỗng, tức là nó màu xám, tức là rỗng, tức là không có gì bên trong hết, chưa có gì hết. Thì mình click phải này, các bạn 3 x 2 là 6 ô này ha, 5 x 3 15 ô này, tối đa của nó là 24 ô này ha. Đó, thì giờ mình mới học thì cứ để cho nó to to rồi đi. Đó. 6 ô ha. Thì đây là chất liệu rỗng này. Các bạn click giờ nó có cái tên default 1, default 2 này. Rồi bây giờ mình sẽ tạo chất liệu kiếng ha. Tạo chất liệu kiếng. Muốn tạo cái nào nhấn chọn đó. Thì đây mình sẽ nói sơ qua chỗ này. Tức là ambient. Ambient tức là vùng tối này. Ambient là vùng tối này. Thấy không? Đó. Còn default tức là cái màu, specular tức là độ chói, specular tức là cái độ chói, vùng chói. Bây giờ mình bấm vô cái nút bên phải của chữ diffuse này, bấm vô đây nè, thì mình sẽ lấy cái màu. Bây giờ mình pha cái màu kiếng thì nó hơi xanh xanh, đúng không? Bạn cho nó trắng xanh này, đó, ok, đó, xanh xanh. Rồi mình chỉnh cái thông số ở phía dưới này. Back lever 1, bạn kéo nó đẩy thông số lên. Đây là mình chỉnh cái độ back killer, tức là cái vùng chói này, vùng chói này. Còn glowiness tức là vùng cái độ láng á, độ láng, độ bóng á, bóng. Còn soften cái độ là cái độ láng, độ bóng này. Độ bóng này. Đó, thì mình xem ở đây. Thì lúc này mình thấy cái chất liệu đây này. Nếu bạn cẩn thận thì mình nên đặt tên ở đây là ví dụ chất liệu kiếng này. Kiếng. Ngân khủng. Chất liệu kiếng này. Vậy là một quả cầu áp dụng cho hết những cái này luôn thầy. Đúng rồi. Một cái đối tượng này mình có thể áp dụng cho rất nhiều cái đối tượng trong này. Thì các bạn điều chỉnh ba thông số này rồi đúng không, chọn màu rồi. Bây giờ ở phía trong này các bạn để ý nè, ở trên này nó có cái gọi là background này, bạn bấm vô cái background này thì bạn thấy nó sẽ trong suốt đúng không. Mình bấm vô cái chỗ background để kiểm tra mới trong suốt. Rồi bây giờ mình bấm sổ cái mở rộng xuống, bấm sổ cái này xuống, cái này có thể đóng lại mở xuống được không, đóng xuống mở xuống này. Rồi cái phần thông số AMT này bạn cho nó lên 88 để loại bỏ bớt cái phần trắng này đi. Đó, bạn thấy không, bớt xuống thấy nó trong suốt ha, 88 là vừa rồi. Cái phần opacity thì bạn có thể giảm xuống, opacity là cái độ trong suốt. Đó. Cái độ trong suốt. Rồi đối với kiếng thì nó có hai mặt đúng không, thì bạn có thể chọn cái kiểu là hai side, track cho hai side, thì mình có thể áp hai mặt luôn. Còn cái wide này tức là cái dạng lưới, nếu mình áp chất liệu dạng rổ rá gì đó thì lưới
không? Rồi. Đây là thời gian làm chất liệu màu nhé. Còn mai mốt mình lấy chất liệu bên ngoài thì mình sẽ bấm vô cái nâng này, cái nút nâng này thì mình sẽ lấy cái chất liệu từ một cái hình hay một cái gì đó từ bên ngoài cho. Thì bữa nào mình học riêng về chất liệu thì các bạn sẽ sử dụng gì thế nhé. Rồi. Khi các bạn xong rồi. Còn áp dụng vô cái. Đúng rồi. Cái đó sao? Bây giờ mình muốn gắn vô thì đơn giản có hai cách. Cách đơn giản nhất là bấm kéo thả vô đây. Khó. Khó mà. Tôi nói mà. Rồi, cách thứ hai là mình sẽ chọn cái đối tượng mà mình muốn gắn. Ví dụ thầy chọn cái ghế này. Sau đó thầy bấm vô cái nút này. Cái này người ta gọi là Async Material Selection. Bấm vô nút này. Đó, thì nó sẽ gắn vô đối tượng này. Còn thông thường thì ta muốn làm nhanh thì cứ bấm kéo thả vô đây thôi. Rồi sau đó mình sẽ render lên. Nhấn F9 lên mình render ra. Thì các bạn sẽ có được cái ghế nó trong suốt. Các bạn muốn chỉnh lại thì mình lại mở cái ô chất liệu lên. Ví dụ mình giảm bớt cái thằng opacity này xuống nữa. Giảm bớt xuống cho nó trong nữa. Thì khi đó mình render lại. Render lại. Sẽ trong suốt. Mai mốt mình làm nền hay làm mối khác ánh sáng gì thì nó mới đẹp. Cái đối tượng này nó mới đẹp hơn nữa. Còn giờ tạm thời là như thế thôi. Cái này thầy có YouTube không? Có, thầy sẽ làm đăng.